Thưa quý vị, với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, anh Nguyễn Anh Tuấn ở thôn 1, xã Quang Thọ đã nỗ lực vượt khó, mạnh dạn tìm cho mình hướng đi riêng trong phát triển kinh tế. Hiệu quả từ mô hình nuôi suối của anh hiện đang mở ra nhiều triển vọng. Sinh ra trong một gia đình nghèo có bốn anh em, bố mất sớm vì bệnh tật. Một mình mẹ phải tần tạo sớm hôm nuôi anh em ăn học. Do điều kiện kinh tế nên học xong lớp 9, anh Nguyễn Anh Tuấn đã phải nghỉ học để đỡ đần cho mẹ. Thương mẹ nên ngay từ khi còn nhỏ, Tuấn đã rất có ý thức, nhất là tính tự lập và quyết tâm lập nghiệp. Nổi tiếng là vùng đất có thế mạnh phát triển kinh tế vườn đồi và trồng cây ăn quả có múi, nhưng bản thân anh Tuấn luôn trăn trở và tìm kiếm sự thay đổi, hướng đi mới để vừa đa dạng các mô hình kinh tế, vừa nâng cao giá trị thu nhập để cuộc sống khấm khá hơn. Năm 2019, được một người bạn giới thiệu đến tham quan mô hình nuôi rúi, anh Nguyễn Anh Tuấn đã mạnh dạn mua 5 cặp về nuôi thử nghiệm. Vừa mới mình mới tập nuôi thì cũng có nhiều khó khăn, khó khăn thứ nhất là về cái kinh nghiệm là chưa có mà trong lúc mình cần nuôi cả tìm hiểu cái kinh nghiệm tập quản sinh trong của nó vì dúi là dưới mới được thuần hóa. Giờ đến đấy là mình có chút kinh nghiệm. Giờ đã, cũng đã phát triển được đến 3 năm cả thể rồi. Thì đã tích lũy được kinh nghiệm, hiểu được các đặc tính của loài dúi. Cuối năm 2019 với số vốn tích lũy và vay mượn được, anh quyết tâm thực hiện mô hình nuôi dúi. Từ 50 triệu đồng, anh xây dựng chuồng trại và mua thêm 20 con rúi giống từ tỉnh Nghệ An để mở rộng quy mô. Để đảm bảo các điều kiện nuôi theo quy định, anh đã chủ động xin giấy chứng nhận đăng ký nuôi động vật hoang dã. Sau hơn 3 năm, đến nay mô hình nuôi rúi của gia đình anh Tuấn có trên 300 con rúi, gồm cả rúi sinh sản và rúi thương phẩm. Được xem là đặc sản của vùng núi, nên việc tiêu thụ rúi rất thuận lợi dưới thương phẩm nuôi khoảng 10 tháng đạt 1,4 đến 1,8 kg, giá khoảng 500 đến 550 000 đồng trên 1 kg. Dưới giống loài nhỏ bán giá khoảng 800 000 đồng đến 1 triệu đồng trên cặp. Còn loại sinh sản từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng trên cặp. Nhưng hiện tại anh Tuấn mới chỉ xuất bán ít, chủ yếu là liên kết tiêu thụ sản phẩm với các nhà hàng, khách sạn tại các địa phương trong tỉnh mục đích của anh là tiếp tục nhân giống, mở rộng đàn để ổn định nguồn cung, bán ra các thị trường ngoại tỉnh. Riêng năm 2021, từ nuôi rúi đã cho gia đình anh thu nhập hơn 100 triệu đồng. Về khẩu chăm sóc cho, cho chủ ảnh là một ngày tôi cho ăn một lần vào buổi chiều tối là lúc đó nó chơi mát là mình cho ăn và mình phải chọn chuồng trại sạch sẽ hai ngày là mình phải dọn một lần thức ăn của dưới là gồm chỉ có, chỉ có trẻ trẻ nữa dáng gọi là hồi nhà trẻ nhà nữa nữa và và mía sẵn. là mô hình nuôi dưới của gia đình anh Lê Anh Tuấn tại thôn một này thì trong quá trình nuôi thì chúng ta sẽ thấy thì đưa lại cái kinh tế cao cho bà con nhân dân thì trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thì chúng tôi đã có cái à, tham khảo mà hai nữa là xin ý kiến của các cấp các ngành cấp trên để tạo mọi điều kiện cho thuận lợi cho bà con mở rộng cái mô hình thì cái này thì là phải có các cái giấy chứng nhận của các cơ quan chức năng thì vì thế cho nên là trong thời gian tới thì chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong đó có xã quang tỏ để tạo, để nhân rộng các mô hình nuôi không chỉ là người tiên phong mạnh dạn đi đầu xây dựng mô hình kinh tế mới. Năm 2020, nhận thấy điều kiện thuận lợi của khu vườn nhà, anh Nguyễn Anh Tuấn đã quyết định đăng ký xây dựng vườn mẫu, tiến hành quy hoạch trồng hàng rào xanh, hoa cảnh đẹp mắt, vườn rau xanh tốt, đồng thời bố trí khu chuồng trại chăn nuôi riêng biệt, hợp vệ sinh. Ngoài ra, anh Tuấn còn trồng 200 gốc cam, gần 2 hectare keo tràm, Đến nay, tổng thu nhập mỗi năm gồm nuôi dúi, vườn mẫu và chăn nuôi, trồng cây ăn quả của gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn đạt trên 200 triệu đồng trên năm.